kính thưa quý vị và các bạn ông bà ta hay khuyên rằng con cháu chuyên cần tiết kiệm tích thiểu thành đa vừa khó thoát nghèo thế nhưng trong cuộc sống lại có nhiều thanh niên thường không chịu lao động bằng chân tay khối óc của mình chỉ muốn làm giàu nhanh chóng chính vì nóng vội như vậy nên họ dễ mắc bẫy bọn cò mồi lừa đảo sự mắc bẫy này như thế nào để rõ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tỉnh ngộ của tác giả phương tử yến qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên tường duy trong giai thừa kim cương giai xa vợ của thừa hữu phúc giai ông ba ba của thừa kim liên giai bà năm quốc sĩ đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn ông ba đi vào nhà thừa nhìn trước ngó sau vắng lặng ông cất tiếng gọi thôi thôi thờ ờ uh, cái thằng đi đâu mà nhà cửa vắng tanh hả? À? Ừ, lâu lâu tranh thủ tới thăm vợ chồng nó, ai về đi không một chuyến rồi. Anh kiếm vợ chồng thằng thừa hả? Đợi đi, đừng nói anh lâu lâu đến, tôi ở sát bên mà cả tháng còn không gặp nó một lần nữa đó. Ủa, cô Năm, khỏe không cô? Khỏe anh ơi, chị ba và mấy cháu cũng khỏe ha anh ba? Ôi, bà nhà tôi rề rề hả cô ơi? Mà cô nói thằng thừa nó đi làm ăn xa hay sao vậy cô? Làm ăn xa nói làm chi? Nó... Dạ, thứ ba mới lên. Cô Năm qua chơi cô Năm. Nghe tiếng ba chồng bay kêu réo à, mà không đứa nào lên tiếng, ta mới chạy qua. Dạ thằng thừa, bay làm gì mà mà, mà quần do ống dẫn rồi sinh bụng không vậy? Dạ, con múc đất bè bờ mương, ngừa con nước lên, ngập qua màu đó ba rồi thằng thừa đâu à để bay mình làm việc nặng nhọc vậy dạ anh thù ảnh ôi anh đừng hỏi làm vợ nó thêm tuổi thằng thừa có bao giờ làm lụng mấy cái việc tay lắm chân bùng nặng nhọc này đâu thanh niên sức dài dài rộng mà lánh nặng tìm nhẹ không hà suốt ngày làm bạn với lưu linh mà mơ xe sang biệt thự đẹp mắt vợ cài bừa cô, cô 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 nói vậy là ý gì hả cô năm anh cứ nhìn vợ thằng thừa thì biết liền hà nếu thằng thừa là người chồng giỏi giang trụ cột gia đình vợ nó có cần có vậy không lời cô chính là thật vậy sao vợ thằng thừa dạ ngày nào ảnh cũng đi suốt đó ba ơi tới tối mịt mới về á rồi rồi ba cũng mặc nó vậy sao con con anh đừng có trách con xa Thiệt tôi không biết thằng thừa học ai mà còn cái tư tưởng chồng chúa vợ tôi, độc tài gia trưởng. Nó muốn làm gì, vợ nó cũng không được ý kiến ý cò gì ráo hết á. Nó nói một thì vợ nó không có được nói hai. Hở cái là thượng tai thượng chân, tôi ở bên nhà cũng trúng đạn nữa đó anh ba. Trời đất ơi, tới nồng nỗi vậy sợ cô Năm. Cũng may là con xa nó tốt tính, giỏi nhịn. Chớ ai khác là bỏ thằng thừa tám đời dương rồi. Cô Năm, cô... Cô bức xúc quá nên lỡ miệng. Mà cô thiệt phục con luôn đó nha. Trời đất ơi, hết chỗ nói. Con gọi nó về liền cho ba coi. Ba phải trị nó một lần mới được. Dạ, con... Anh biểu con xa kêu thằng thừa, mà nó chịu về là lạ đó. Vậy á tôi sẽ tới tận nơi thỉnh nó về. Ba, ba đừng vậy mà ba. Chờ ảnh về á rồi nói sao đi ba? Chờ hả? Rồi phải chờ nó tới khi nào hả con? Đến khi nào nó hết tiền thì tự nó về thôi. Hey, đúng là đời. Bần cư tại thị, vô nhân vấn phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Mẹ bà nó, dám khinh thường không à? Mai mốt ông Phất lên á sẽ cho tụi bay biết mặt. Chỉ chầu nhậu thôi mà ông đây dư sức trả. Ba ơi, ảnh về rồi đó ba. Hôm nay chắc là mặt trời mọc hướng tây rồi đó anh ba. Cô với con xa cứ ngồi xem tôi trị nó. Vợ đâu rồi? Mau đưa tiền tôi á đập vô mặt mấy thằng đó cho 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 cái gì? Ăn nhậu vô rồi nói năng phách lối hả? À? Ngứa đòn hả con? Ờ, ba hả? Ờ, ba đến hồi nào hồi nào với ba? Tới hồi nào không có quan trọng. Quan trọng là vừa tới á đã nghe lịch sử ăn nhậu nổi cộm của mày rồi. Tao thối thần luôn á. Trời ơi, dân gian có nói chuyện làm ăn bắt đầu ở trên bàn rượu mà ba. Có ăn nhậu á, mới có chuyện để bàn chứ. Bàn chuyện làm ăn á thì phải tỉnh táo. Chứ sai mà đến mụ mị đầu óc như mày á thì làm nên ngô nên khoai gì chứ. Nói tao nghe thử coi. À, bí mật. Đợi tiền vô tay tôi á rồi ba sẽ biết. <laughs> phải không? hay là mày ăn nhậu không có tiền trả rồi bị bạn bè làm cho bẻ mặt mới chịu lết xác về <laughs> làm gì có ba ai dám khinh tôi tôi đập tiền vô mặt nó phải rồi ba hỏi đông hỏi tây suýt nữa quên rồi vợ đưa tiền cho tôi thấy chưa nói tới nói lui cũng không quên dòi tiền <laughs> vợ dòi tiền vợ tôi á chứ có dòi tiền bà đâu mà bà ngứa miệng hả hỗn sợt không có kính trên nhường dưới dễ trơn à Cô đừng có chấp nó nghe cô Năm. Chấp nhất gì anh ba ơi, tôi quen như ăn cơm bữa rồi. Có điều á cả xóm này á ai thấy nó cũng đi đường vòng hết á. Chỉ có tôi mới chịu được nó thôi. Trời ơi, mày tệ tới nỗi Ở chẳng ai thương vậy đó hả thừa? Thiệt đúng là thừa mà. <laughs> thì tên thừa là do ba đặt cho tôi mà. Tao đặt tên thừa cho mày á. Là mong tương lai mày thừa tài thừa đức chứ biểu mày sống thừa thả như vậy đâu đồ thằng ngu ngốc mà thôi thừa gì cũng kệ miễn bàn chuyện đó đi ba vợ dạ, mau đưa tiền đây tiền nữa đâu á mà anh biểu tôi đưa tiền hôm qua vừa bán bị heo đó làm chi đưa tôi để để mày nướng vô sòng nhậu hay là sòng bài hả ba đừng có xem thường tôi mai mốt tôi trúng mánh á tôi mua vàng cho vợ tôi đeo đầy tay cho ba lóe mắt luôn vàng á mà là vàng mã đó hả <laughs> bậy bà tao cũng đang thắc mắc đây nè mày làm cái gì mà vô mánh mua vàng nói tao nghe coi nổi nhỏ cho bà nghe nghe bạn tôi có quen giám đốc công ty hải sản xuất khẩu rủ tôi hùng vô mua cổ phần chia lãi cao cái gì rủ mày mua cổ phần chia lãi cao hả tôi có nghe lầm không mà vậy anh ba không có làm đâu bà nam ơi cho nên từ nay á, bà đừng có xem thường tôi nha. Cô nào có xem thường mày? Chỉ sợ mày không tỉnh táo bị tụi cò nó lừa thôi. <laughs> cô yên tâm, tôi không có dễ bị lừa đâu. Mà tiền đâu anh mua cổ phần? Đừng nói á, là anh dai tiền của bọn cho vay nặng lãi đó nghe. Muốn làm ăn á, phải có vốn. Tiền bán bày heo á, có 20 triệu hà, không có đủ. Tôi buộc phải dây thêm 30 triệu nữa, cho đủ 50 triệu. Cái gì? anh dai rồi hả ba chục triệu tiền đâu mau đưa tôi trả cho người ta tôi đã đặt cọc rồi vợ đưa tôi thêm hai mươi triệu nữa mới đủ cổ phần gì á mà chỉ có năm chục triệu anh bị lừa rồi đó xa xa bình tĩnh lại con quá wow, trời đúng là lười biến quá ngu mà đứa trẻ lên ba nó còn biết suy nghĩ hơn mày nữa đó thừa sao ba nói vậy tao hỏi mày đây nè vốn công ty người ta cả mấy ngàn tỷ chục triệu của mày á, mua được mấy like phần trăm. Mày nói tao nghe coi. Ờ à, thì, à, hắn nó có nhiều đâu ta. Anh bị lừa rồi đó, anh có biết không? Không thể nào, không thể nào đâu. Để anh gọi điện cho tụi nó, rồi mở loa lớn để hết thấy mọi người nghe nè. thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao tụi nó không trả lời gì ta Vừa bụng anh chưa hả Bình tĩnh lại sao Bình tĩnh lại con Con khổ quá Cô Năm ơi Chuyện đã đến nước này rồi Bay phải tỉnh táo mà giải quyết Có ba chồng bay ở đây Xem ý ảnh tính sao Còn tính toán gì nữa cô Năm Tự làm thì tự chịu Nó đã là chủ một gia đình rồi Nếu mà quyết định làm ăn Thành bại gì á Thì phải tự nó gánh trách nhiệm đó mới là đàn ông tôi chỉ sợ trách nhiệm này á nó lại đổ lên đầu vợ nó mà thôi tiền tôi đâu tiền của tôi tiền của tôi đâu vợ máu đưa đây tôi hứa với vợ lần này á là, là 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 tôi sẽ 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 anh đi, em đi tôi phải làm ăn phải hùng hạp đầu tư phải làm thiệt nhiều tiền cho vợ bằng chị bằng em vợ sẽ không nghèo khổ nữa đưa tiền cho tôi đi vợ anh á anh làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi Sao mà u mê hoài vậy trời? Mày tỉnh lại cho tao. Ba, sao tự dưng ba đánh con vậy? Tao đánh cho mày tỉnh. Tỉnh lại chưa? Còn quậy nữa không? Con, con... Mày nhớ coi, mày đã làm cái gì? Mày tính gọi điện thoại cho cái tội lừa đảo đó nữa hả? Mày gọi trái máy cũng vô dụng thôi hả? Sao lại vậy? Sao lại vậy được? Thì bị lừa chứ còn sao? Đó, cái kiểu làm ăn hốt vàng của mày đó. Dễ hốt như vậy á thì đâu còn tới tai mày. Chịu tỉnh ngộ chưa? Con... con tỉnh. Nhưng ba... ba phải giúp con. Giúp mày trả nợ hả? Hơ, mơ đi con. Phải tự thân lao động kiếm tiền trả nợ để mày nhớ mãi cái bài học này. <laughs> anh biểu nó lao động kiếm tiền trả nợ hả? Theo tôi á, anh cầu ông trời ông mưa còn dễ hơn nữa đó anh ba. Nếu nó mà không chịu kiếm tiền bằng sức lao động của nó Thì cứ mặc cây nó Nhưng mà ảnh dai tiền của bọn xã hội đen đó ba Nó có gan dây á Thì có sức làm trả Ba Ba bà... Khỏi ba bốn gì hết đó mày Tao không có nhẹ lòng như má mày đâu Mỗi lần gọi cho bà là dòi tiền Tưởng tao không biết hay sao Nhưng mà từ giờ á Tao cảnh cáo mày nha Nếu mà còn ồn ý xin tiền má mày nữa tao đánh gãy giò mày ra. Mẹ ơi, anh làm thiệt hả anh ba? Trời ơi, im dùm cái coi, sao đổ dầu vô lửa hoài vậy? Cái thằng ăn nói mất dài vậy đó hả? Má bệnh á, mà anh còn xin tiền má nữa. Giờ còn dám kêu ba giúp nữa. Thiệt là mất mặt mà. Mất mặt á, hơn mất mạng. Ba, ba giúp con đi bơi. Thôi 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 thôi, mày đừng có ý lại vào tao. Tự lo đi con. Anh không giúp, nó mất mạng thiệt đó anh ba. Thì là nó tự tìm đường chết, chứ tôi đâu có suối bảo gì nó đâu. Nhưng anh bỏ mặt được sao? Anh cũng biết, dính tới bọn cho dai nặng lãi thì không có sống yên đâu. Đó là cái giá mà bản thân nó phải trả. Nó sống trong sự quan tâm của bà con hàng xóm, mà không biết kính trên nhường dưới, không có nghe lời hay lẽ phải. Cô bận tâm nó sống chết làm cái gì? Tôi cũng giận lắm chứ anh ba. Nhưng nhìn con xa vất vả Tôi không có đành Mình là người lớn Con cháu sai trái á, thì trách mắng khuyên bảo Cháu thấy nó gặp chuyện như vậy á, Bỏ làm sao nở anh ba Con cảm ơn cô Năm Đã nói giúp cho ảnh Cô chỉ mong tụi bay hạnh phúc Đồng vợ đồng chồng cùng tác biển đông Đó mày nghe chưa Cái thằng mất dạy Mày thấy có xứng với lòng bao dung của cô Năm chưa Con Con biết lỗi rồi ba Dạ, con xin lỗi cô Năm, con tỉnh ngộ rồi, ba giúp con đi ba. Tỉnh ngộ hả? Hơ, nói dễ nghe quá hèn, mày chuộc lỗi với cô Năm đi. Nếu mà cô Năm tha thứ cho mày, á, tao mới giúp. Còn không á thì chờ bọn chủ nợ tính sổ mày đi hèn. Ba, cô Năm... Thôi anh, tôi bỏ qua hết rồi. tay cắt tai bao nở, ruột các ruột sao đành mà anh... Thôi được rồi, vì cô, tôi mới tha cho nó đó nghe. Dạ, con cảm ơn ba. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Tỉnh Ngộ của tác giả Phương Tử Yến. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.